Tất cả lão huynh, mau mau xuống ngựa đầu hàng đi, ta sẽ tha cho huynh một con đường sống. Đây đúng là chuyện được cười. Đầu hàng, ông hãy nằm mơ đi. Tất cả lão huynh, mấy ngày nay thành xa vệ của ông thương vong thảm bại, e là chẳng có nổi mấy người có thể đánh trận nữa đâu. Ông yên tâm, binh sĩ thành xa vệ mãi mãi nhiều hơn thành lộc giả phạm của ông một người. Là người nào thổi hiệu ngừng đánh vậy? Bệ hạ, vương phi vừa mới hạ sanh một vương tử. Hả? Là người nào thổi hiệu ngừng đánh vậy? Đại vương, vương phi vừa mới hạ sanh một nàng công chúa. Này tất cả lão huynh, nếu đã có chuyện vui như thế này, chỉ bằng chúng ta làm thêm một chuyện vui nữa đi. Chúng ta hãy ngừng chiến hòa thân đi. Hả? Hòa thân, hòa thân, hòa thân. Việc này cũng được ta chiến trận đã nhiều năm, hao tổn quốc sự quá nhiều, cũng đã mệt rồi. Hòa thân, chuyện này rất hợp ý của ta. Đại vương, công chúa vẫn chưa được đặt tên. Nếu con gái của ta đã đem lại hòa bình an lạc như thế này, vậy thì ta hãy đặt tên là Sinh Lạc Nữ. Sinh Lạc Nữ, Sinh Lạc Nữ, Sinh Lạc Nữ, Sinh Lạc Nữ, Sinh Lạc Nữ. Công chúa đâu? Công chúa vừa từ kinh đường về. Phụ hoàng, con đã chứng được quả vị bất hoàng rồi. Cái gì? Phụ hoàng, nếu như người không tin, người xem đây. Wow, thật là trang nghiêm quá đi. Đẹp quá. Con đã chứng được quả bất hoàng, hy vọng vụ vương cho phép con được xuất gia tu hành. Hey, con muốn xuất gia, ta cũng không có quyền cản bức con. Nhưng mà lúc con mới sinh ra đời, ta đã nhận lời ngừng chiến hòa thân với Phạm Thí Quốc Vương. Này nếu bội ước e là sẽ dẫn đến chuyện quốc sự đa đoan giữa hai nước. Việc này người hãy để con xử lý. Ê, xem ai kìa. Dạ xin chào Thế Tôn. Thế Tôn, người đến rồi. Chào mọi người. Đó là công chúa Sinh Lạc, con gái của quốc vương Tát Ca ở thành Sa Vệ. Công chúa hôm nay là đến để thành hôn với vương tử của thành Lộc Giả Phạm chúng tôi đó. Không đâu, công chúa sẽ dẫn vương tử đến vườn cấp cô độc cùng xuất gia thọ giới. Hả? Việc việc này lão đây quả thật cũng không biết. Hôn lễ bắt đầu. Khoan đã, ta không muốn kết hôn. Ê, sao lại như thế này chứ? Sinh Lạc, nàng sao có thể hủy hôn được chứ? Cũng không phải là thiếp có ý hủy hôn, chỉ là thiếp đã chứng được thánh pháp. Đây là pháp lực của quả vị bất hoàng mà thiếp đã chứng được. Thiếp không muốn sống trong một giấc mộng hồng trần, xin hãy đồng ý để thiếp xuất gia. Nàng có thể xuất gia, nhưng phải dẫn ta theo cùng xuất gia mới được. Được, buổi tối ta sẽ cùng chàng đến vườn cấp cô độc đảnh lễ Thế Tôn. Vậy nghi thức kết hôn còn cử hành nữa không à? Chúng tôi đã xuất gia rồi, còn kết hôn làm gì nữa? Hai người mau vào đi, Thế Tôn đã biết trước hai người sẽ đến đây. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài.
thế gian yên nghiệp mà chuyển, hữu tình yên nghiệp mà chuyển, hữu tình vướng bận bởi nghiệp, cũng giống như bánh xe y theo trục mà lăn không khác. Xin Thế Tôn từ bi nhiếp thọ, chúng con nguyện ý xuất gia, thọ trì tịnh giới. Được, nguyện lực của các ngươi nay đã thành thục, có thể xuất gia, chứng được quả vị A-la-hán. Xin cảm ơn Thế Tôn. Xin cảm ơn Thế Tôn.